Trong chiến lược diễn biến hòa bình chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng. Văn hóa là một mũi đột phá, một nội dung trọng yếu, một vũ khí lợi hại nhất. Trong đó, có thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa trong đời sống tinh thần của xã hội ta hiện nay. Đồng thời, ra sức tuyên truyền, quảng bá, tìm cách du nhập văn hóa, lối sống phương Tây vào nước ta. Các luận điệu xuyên tạc rằng việc đề cao giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội chủ nghĩa chẳng qua là sự bế tắc về quản lý đảng viên. Nhất là những đảng viên giữ chức vụ cao nên hô hào giáo dục đạo đức chẳng qua là để vút đuôi. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, một là đạo đức cộng sản là một hệ giá trị giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi tình trạng nô lệ. Đạo đức của giai cấp cầm quyền các nước tư bản phát triển diễn tiến xoay quanh trục ích kỷ, tham vọng quyền lực, chủ nghĩa bá quyền nước lớn, thậm chí đã đứng lên trên lương tri của thời đại, gây nên thương tổn cho nhân dân các nước thuộc địa, phục thuộc. Hai là đạo đức cộng sản đã gạn bỏ những hỗn tạp, vụn vặt trong đạo đức xã hội nửa đầu thế kỷ 20, kiến lập trên nền tảng đạo đức mà các nhà yêu nước đã gây dựng, tiếp tục sự nghiệp thức tỉnh dân tộc khỏi chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm trước của các nhà yêu nước. Ba là đạo đức cộng sản tạo nên hệ giá trị đạo đức mới định hướng cho con người Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ 20 đến nay và tương lai. Đối với Việt Nam, đạo đức cộng sản chính là sự kết hợp giữa giá trị đạo đức của truyền thống văn hóa tốt đẹp lâu đời của dân tộc với hệ giá trị đạo đức mang bản chất giai cấp công nhân và tinh hoa của nhân loại. Đây được xem là đạo đức vĩ đại, bởi lẽ đạo đức đó không vì danh vọng, quyền lợi của bất cứ cá nhân nào, mà vì lợi ích chung của đất nước, của nhân loại tiến bộ. Đạo đức cộng sản truyền vào Việt Nam đồng thời cùng lúc chủ nghĩa Mác-Lênin được Nguyễn Ái Quốc truyền vào bá ở nước ta. Nhiều nhà nghiên cứu có chung nhận định, đạo đức cộng sản với tư cách là một hình thái ý thức xã hội đã chịu sự quy định của những điều kiện vật chất mang tính lịch sử, cụ thể của xã hội Việt Nam. Đạo đức cộng sản truyền bá và được tiếp nhận tích cực ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 cho thấy quá trình lâu dài, liên tục và chứng tỏ sự phù hợp, ưu việt với nhân dân Việt Nam. Bởi lẽ trong bối cảnh Việt Nam lúc này, nhu cầu giải phóng dân tộc lớn song lại có nhiều ý thức hệ, đạo đức hệ đan xen. Vậy đến nay, đạo đức đó có còn mang lại giá trị? Theo Tổng cục Thống kê, mức sống của người dân Việt Nam năm 2021 giảm khoảng 1,1% tương đương 42.000 đồng do ảnh hưởng của yếu tố dịch bệnh nhưng niềm tin của người dân vào chính phủ không suy giảm. Tính đồng thuận xã hội của người dân Việt Nam ở mức cao là nhân tố hàng đầu bảo đảm ổn định đất nước. Điều đó cho thấy con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn vẫn hoàn toàn đúng đắn. Đạo đức cộng sản đã tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa và vẫn còn nguyên giá trị,